chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về phong thủy nhà ở, phương pháp chọn bậc cầu thang và cung sinh, tránh bậc lão bệnh tử. Những bậc cầu thang nhỏ bé lại chứa đựng những yếu tố thần kỳ về sinh lão bệnh tử. Nếu biết lựa chọn bậc cầu thang phong thủy đúng cách, gia chủ sẽ rước tài lộc vào nhà. Theo phong thủy nhà ở, cầu thang không chỉ là công cụ giúp gắn kết giữa các tầng trong nhà, mà hơn hết nó còn là dòng chảy năng lượng. Do đó, nếu dòng chảy này thông thoáng sẽ giúp nguồn vượng khí tài lộc trong nhà lưu thông tốt, gia chủ dễ dàng rước tài lộc vào nhà. Trong trường hợp cầu thang xông thẳng ra cửa chính, sẽ như một chiếc miệng mở to đẩy hết sinh khí ra khỏi nhà. Những người sống trong ngôi nhà này khó tích tụ tài lộc và những điều may mắn. Có thể dùng cách hóa giải như sử dụng bình phong, đặt gương phản chiếu hay bày cây cảnh chuông gió trước cửa nhà. Ngoài ra, những gia đình dùng cầu thang hình xoắn ốc cũng khiến trường khí bị rối loạn, làm ức chế các dòng chảy quanh co, mang đến những điều xui xẻo cho gia chủ. Vì thế, khi xây nhà nhiều tầng, cần đặc biệt chú ý đến vị trí và hình dáng của cầu thang. Bên cạnh đó, số bậc cầu thang cũng là một trong yếu tố quan trọng quyết định đến sự may rủi, thành bại của bạn. Một, cách tính bậc cầu thang để tránh bệnh tật xui xẻo. Theo phong thủy cầu thang, các bậc cầu thang được tính theo số bước chân lên xuống từ điểm đầu đến điểm cuối của cầu thang trong nhà. Nhưng chỗ nghỉ, chỗ nối giữa các bậc cầu thang được tính là một bậc. Số bậc trong nhà tốt nhất là rơi vào cung sinh, trong sinh lão bệnh tử. Ví dụ, bậc thứ nhất là sinh, bậc thứ hai là lão, bậc thứ ba là bệnh, bậc thứ tư là tử, vậy bậc thứ năm là sinh. Cứ theo cách tính trên thì bậc tiếp theo là lão bệnh tử. Như vậy, số bậc cầu thang đẹp trong nhà được tính theo công thức 4N cộng 1, trong đó N là số lần chu kỳ đập lại. Ví dụ, số chu kỳ 1, 2, 3, 4, 5, N, số bậc trong cung sinh tương ứng sẽ là 5, 9, 14, 17, 21, tức 4N cộng 1. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng cuộc sống không có điều gì là hoàn hảo. Khi sinh khí quá vượng sẽ khiến gia chủ không gánh được và hóa thành sát khí. Ví dụ, nếu ngôi nhà có 5 tầng, 4 cầu thang, nếu gia chủ bố trí cả 4 cầu thang là 21 bậc để vào cung sinh, thì át bậc cuối cùng số 84 sẽ rơi vào cung tử. Điều này là không tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.